Tuyệt vời các bác ơi. Một hôm về hai đàn các bác ạ. Wow. Tuyệt vời quá các bác. Xin chào các bác. Chào các bác đến với kênh Trại Phủ Núi. Hiện tại là 16 giờ chiều các bác. À đâu, sorry. 18 giờ chiều các bác. Trại Phủ Núi mới có thời gian để đi thăm đó bấy ở vách đá các bác ơi. Trại Phủ Núi đã thấy những chú ong thợ đi lại rồi. Hôm qua thì nó về soi rồi nhưng chưa về, hôm nay về các bác nhá. Đây này, chú ong thợ vẫn còn đi lại này. Ủa, quá tuyệt vời các bác ơi. Ui trời, các bác thấy gì chưa? Những chú ong thợ đã đi lại rồi này. Tiếc quá hôm nay buổi trưa thì Trại Phủ Núi bận nên không lên xem được nhá. Nên là nó về lúc nào không biết được. Chắc là tầm buổi chiều nay nó về rồi đấy. Tuyệt vời rồi các bác ạ. Được một tổ các bác nha. Hôm qua cái lỗ bên cạnh thì nó tự bới ấy các bác nhá. Ý là mùa này nắng nóng ấy, nó phải làm thông thoáng để nó mát này. Trại Phủ Núi, một sai lầm của Trại Phủ Núi là có mở một lỗ vào bên lỗ này thôi. Lỗ bên cạnh Trại Phủ Núi không không để này. Qua nó hở nó ong, những chú ong này nó tự cắn ra thôi. À bề mình bật đèn này, những chú ấy ong thợ mới mới nó chơi chưa biết lỗ vào này. Trại Phủ Núi cũng tranh thủ quay một chút cho các bác rồi. Tối lại về lấy về thôi các bác ạ. Quá tuyệt vời các bác ơi. Không ngờ nó lại về chứ. Trại Phủ Núi đặt đơn giản, nó có cần ngụy trang quá kỹ đâu các bác ơi. Trại Phủ Núi chỉ để cái này thôi, bình thường mà. Nhưng nó vẫn về đây này. Có thể mình bấy này một số bác này mà không tin mà không sao cả. Ai tin thì làm theo thôi, mình cũng không yêu cầu các bác làm theo. Đây là mình người thật việc thật nhá. Về thì mình bảo về các bác ạ. Sáu giờ chiều rồi. Này chú ong này lạ lạ ra mình quay video đó. Chú vẫn đậu ở miệng lỗ và tổ này. Chắc mình tắt flash đi. Tắt flash hơi tối các bác thông cảm nhá. Tối đông hay không thì mình không biết đó. Bây giờ thì tối rồi. Lúc nữa vác về các bác nhá. Tao xem sáng mai mình sẽ quay những chú ong đi lại nha các bác nhá. Tuyệt vời các bác ơi. Một hôm về hai đàn này các bác ạ. Wow. Tuyệt vời quá các bác. Các bác thấy chú ong thợ ở kia không? Đấy, bay ra này. Chắc tổ đông ít quân hơn tổ vừa nãy. Úi giời, không ngờ luôn các bác ạ. Quá tuyệt vời rồi. Hôm qua thì tổ này chưa về soi các bác nhá. Hôm qua chỉ soi tổ bên kia thôi. Trại Phủ Núi hôm trước đặt ở cái cây này đặt hơi cao. Nên là về sau Trại Phủ Núi chuyển lại xuống thấp thấp tí. Không ngờ hôm nay về thật các bác ạ. Ôi, tối nay lại bận rộn một chút rồi. Thì tối mới vác hai đó này về thì hơi muộn đấy. Mình vác lên núi bấy hơi xa. Tuyệt vời quá. Tổ đi lại ít hơn tổ bên kia. Nhưng không sao. Về là quá tuyệt vời các bạn. Không ngờ vụ này được hai tổ rồi. À đâu, một tổ trước kia thì không tính. Tổ kia thì mình đặt từ vụ đông cơ. Nó về lúc nào mình cũng không rõ. Ha ha, quá tuyệt vời. Hôm mới về nên là chưa thấy lấy phấn hoa gì đâu. Ôi, quá tuyệt vời các bác ạ. Rồi em mang hai cái đó này về thì mai lại vác thêm hai cái đó nữa lên để bẫy.
Thôi video dừng đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Nhớ đăng ký kênh, like video và chia sẻ video nhá. Xin cảm ơn các bác.